6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 229 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 134 người, bị thương 147 người. Trong số này, tai nạn giao thông tự gây chiếm đến 18,3% và hầu hết liên quan đến bia rượu. Diễn biến phức tạp của tai nạn giao thông tự gây là một trong những nguyên nhân gây khó cho quá trình kéo giảm tai nạn giao thông của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhập viện cách đây 5 ngày trong tình trạng lơ mơ, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương gò má, gãy xương mũi do tai nạn giao thông tự gây liên quan đến bia rượu. Bị té. Rồi bánh té hay là mình choáng chóng mặt té? Uống rượu hay bia? Uống rượu uống có nhiêu lít không? Dạ 2 lít à. 2 lít của mấy người? 6 người. Bình thường là nhỏ hơn 0,1. Mình là 2,16 là gấp gần 21 lần. Về sau nữa, sau khi mà bệnh rồi hết, trải qua hết bệnh rồi thì cái kinh nghiệm của mình là gì? Dạ thôi nghỉ nhậu luôn. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 229 vụ tai nạn giao thông xảy ra ở 6 tháng đầu năm 2022, có 42 vụ là tai nạn giao thông tự gây, chiếm 18,3%. Số người chết vì tai nạn giao thông tự gây chiếm đến 1/4 số người chết do tai nạn giao thông. Thành phố Vũng Tàu là địa phương có số tai nạn giao thông tự gây nhiều nhất tỉnh, 15 vụ. Các cái vụ tai nạn xảy ra thì mình vẫn xác định lâu giờ vẫn là ý thức của người dân tham gia giao thông. Thì như vậy thì các cái lỗi thì cũng được xác định, phân tích, đánh giá phân tích qua cái vụ tai nạn xảy ra. Như vậy cái lỗi là đi sai làn đường, lỗi chuyển hướng không báo trước. Rồi tới bên đó cái nguyên nhân vẫn là có những nguyên nhân ý thức như tình trạng rượu bia. Thì như vậy chúng tôi cũng tập trung thực hiện nhiều chuyên đề. Đấy, cái chuyên đề là đo nồng độ cồn. Thời điểm xảy ra các vụ tai nạn giao thông tự gây thì tập trung chủ yếu vào khung giờ từ 18 giờ ngày hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau. Nguyên nhân thì được xác định là do rượu bia, do chủ quan không quan sát hoặc là do kỹ năng điều khiển phương tiện. Tai nạn giao thông tự gây làm gia tăng số nạn nhân tai nạn giao thông, tác động xấu đến trật tự an toàn giao thông nói chung. Kiểm soát nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông tự gây, trong đó có việc sử dụng nồng độ cồn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã thực hiện nhiều chuyên đề xử phạt, tuyên truyền về các mức chế tài đối với người vi phạm quy định về nồng độ cồn. Từ ngày 20 tháng 6 năm 2022, thực hiện cao điểm kéo dài 3 tháng của Bộ Công an về xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, trong đó có nồng độ cồn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh càng tăng cường tuyên truyền, vận động các nhà hàng, quán ăn, hỗ trợ phương tiện đưa khách hàng về nhà khi đã uống rượu bia. Khuyến khích nhà hàng mình có một phương án đưa đón khách hàng sau khi mà đã uống rượu bia rồi, thì nên có một cái loại hình phương tiện hỗ trợ khách hàng để đưa khách hàng về nhà an toàn, hoặc là dịch vụ taxi, xe ôm. Nếu mà trong trường hợp thấy khách hàng nào mà đã uống rượu bia rồi, đã say rồi mà cứ cố tình lên xe đi, thì chúng ta nên có một cái động thái ngăn chặn người ta lại, thì gọi xe hỗ trợ người ta về. Trường hợp mà xe xỉn thì mình có thể kêu taxi giùm họ nếu họ có nhu cầu, hoặc là họ cho mình số điện thoại gọi cho người thân để đưa họ về. Quán sẽ luôn luôn đồng hành với thành phố, công an thành phố, công an tỉnh, luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để cho khách hàng tới quán sử dụng sản phẩm và được an toàn khi về nhà khi mà đã tham gia rượu bia. Sau giai đoạn tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tiếp tục tăng cường các chuyên đề xử phạt nồng độ cồn nhằm chấn chỉnh ý thức của người tham gia giao thông. Ngành y tế và công an sẽ phối hợp trong thống kê số liệu các vụ tai nạn giao thông để có những giải pháp hữu hiệu hơn nhằm kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông tự gây nói riêng.